Ngày hôm nay thì mình thay mặt cho ban chấp hành của đoàn thanh niên văn phòng trung đảng có dẫn anh em thanh niên của văn phòng trung đảng về đây để tổ chức một cái buổi hoạt động ngày chủ nhật xanh để dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường biển. Với cái mục đích ý nghĩa của anh em ở đây là mang tính chất thứ nhất là dọn dẹp vệ sinh, thứ hai là tuyên truyền đến những du khách, những cư dân và những cộng đồng để sẽ cùng chung tay với cả để bảo vệ cái môi trường biển, để đảm bảo cho môi trường xanh sạch và để cho du khách khi mà đến với biển thì sẽ yên tâm hơn. Và cái tắm biển là thứ nhất, nó là cái động lực để cho cái tỉnh ở đây phấn đấu và đưa vào những cái nguồn thu cho dân địa phương. Thì cùng với cái hoạt động ngày hôm nay thì chỗ đoàn văn phòng trung ương cũng đã có cắm tặng cho công ty môi trường biển đây là 10 cái tấm biển tuyên truyền, có nội dung tuyên truyền giữ gìn vệ sinh biển như là không xả rác và bạn và tôi hãy chung tay bảo vệ môi trường biển. Rất nhiều các cái khẩu hiệu tuyên truyền cắm dọc bãi biển từ bãi trung tâm về đến đây. Và hoạt động này thì thực ra là nó làm trong cái chương trình tình nguyện hè của đoàn văn phòng trung ương. Và khi đoàn văn phòng trung ương thì trong cái chuỗi tổ chức tình nguyện thì có tình nguyện thanh niên, tháng thanh niên, tình nguyện hè và tình nguyện mùa đông. Và khởi đầu cho cái tình nguyện hè năm nay thì đoàn văn phòng trung ương chọn bãi biển Cửa Lò là một bãi biển tương đối có ý nghĩa quan trọng, và hai là quê hương của Bác Hồ. Và qua đây thì để nhằm tuyên truyền cho tất cả mọi người dân và du khách hãy nâng cao ý thức hơn nữa để bảo vệ môi trường biển.